công ty điện tử Hanh Nguyễn, công ty Audio Hanh Nguyễn xin trân trọng kính chào đến tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Công ty điện tử Hanh Nguyễn lại giới thiệu đến tất cả các bác, các anh chị, các bạn đam mê âm thanh, yêu ca hát và thích tìm hiểu về các dòng đẩy, tức là cục đẩy công suất. Thì hôm nay Hanh Nguyễn nhận được một lô cục đẩy công suất 24 đèn cũng như là 32 đèn. Thì đây một dòng cục đẩy bãi. Cục đẩy bãi Mỹ, đó là mà em đã tìm kiếm được trong cái dịp gần Tết này. Thì em giờ em sẽ giới thiệu tổng quan quan sát. Các bạn nhìn này. Đấy. Mày nhìn tổng quan nhé, rất là nhiều. Em nhận được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cục đẩy bãi Mỹ và cục đẩy bốt. Lô trước em lấy bán hết rồi, còn lô này mới nhập được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 cục này. Nó lặng quá em không bơi được 10 cục đẩy bốt MA2.8S. Thì thông tin về cục đẩy MA2.8S này thì em đã đưa đầy đủ các thông tin trên YouTube về cục đẩy MA2.8S này. Đấy, cực khỏe và em đi làm thực tế các phòng hát gia đình. Tiếng cực thoát, tiếng rất thoát, thoáng, bay và mạnh. Cục đẩy này có thể lút được 3 bát 30 một cách nhẹ nhàng và cho âm hết sức là uy lực, sáng bóng và giòn tan. Thì dòng đẩy này em đã có những cái bài đánh giá chi tiết rồi. Hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu đến tất cả các bác một dòng đẩy nữa, đó là cục đẩy mang tên HGI 550. Thì cục đẩy này là một cục đẩy bãi Mỹ 24 sò, chạy 24 sò, đèn trường, cho nên âm thanh rất là sạch, mạnh và khỏe. Ở phía trước của cục đẩy này thì những cục đẩy thông thường khác ấy là mặt khay nhôm hoặc là mặt sắt, nhưng cục đẩy này, cục đẩy mà HGI 550 này là hoàn toàn bằng inox nhé, là bằng inox nguyên chất. Có thể như mà các bạn hiểu là lốc, cái lốc này nó còn tốt hơn cả 304, rất là dày dặn và có độ xám rất là đẹp, không han, rồi là chịu được mài mòn, vân vân. Thì phía trước của đẩy này thiết kế là hai bên là hai tay sách rất là đẹp, chắc chắn, khỏe mạnh. Và bên đây trái là một cửa sổ thoát khí được chắn bởi một lớp đệm mút để có gió hút không khí mát ngoài này vào trong này, nó không hút, nó không kèm theo cái bụi bẩn. Và lệch về phía bên tay phải thì có hai chân áp và có hai cái đèn báo chân áp to nhỏ cho hai kênh, to nhỏ hai kênh, kênh A và kênh B. Và có đèn báo tín hiệu đầu vào từ âm 15, âm 12, âm 9, âm 6, âm 3. Đèn clip và đèn đây là dòng đèn Protech. Giả sử nó bị lỗi sẽ báo đèn Protech là phao. Lùi tí nữa là công tắc tắt bằng nguồn. Và phía trên là một biểu tượng quyền lực của dòng cụ đẩy bãi Mỹ. Bây giờ em các bác sẽ đi phía trong. Đây chính là phía trong của đẩy. Thì đầu tiên chúng ta nhìn đó là một biến áp nguồn hình xuyến được bọc một chất liệu giấy kích điện, giấy bóng rất là chắc chắn, vừa tránh chậm chập hay bảo vệ. Bao nguồn rất là nhiều tụ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tụ đồng nguồn rất là to. Điện áp tối đa của cái tụ này là 80V và tụ lọc là 8200 microfarad, tức là cái nguồn này có đủ cho hai bóng rất làm việc. Tức là mỗi một bo thì đảm nhận là 4 tụ, 2 bo là 8 tụ, được lắng đọc một cách độc lập và được bố trí 2 cầu diốt nằm ở dưới gầm này, là cấp riêng cho 2 bộ công suất và có những cái mạch ổn áp 24V và 12V để cấp cho cái mạch phụ làm việc. Phía sau là một cái bo mạch điện tử để kết nối rắc lưu trích, rắc kẹp và
sắc đầu vào. Đây chính là dơ le bảo vệ nguồn đúng nhất này. Có luôn một cái dơ le trắng bảo vệ nguồn. Rất là đẹp. Và đây chính là sò công MOSFET. Đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 1, 2, 3, 4. Rồi 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6. 6 sò 12. 12 vế 24, 2 vế. Đây chính là sò bù áp nhá. Đây chính là sò bù áp. Đây không phải là sò bù áp. Tức là 24 đèn bù áp. Cho nên nó có thể chạy điện áp yếu có chạy được. Cục đẩy đánh tiếng rất là thoát, sáng. Thì cục đẩy này có hai tính năng mới. Thứ nhất là mặt của cục đẩy là thiết kế bằng một dạng inox nguyên khối, mặt inox. Thứ hai chạy MOSFET và có mạch bù áp, hoặc bù áp. Thế này rất là khỏe, 8 tụ. Hệ thống giao loa đều có rờ le bảo vệ. Vậy không may có vấn đề chậm, chạm, chập thì rờ le sẽ ngắt bảo vệ. Và chạy hoàn toàn một điện tử sứ rất là to này, rất là khỏe, âm rất là sạch. Ở phía sau, ở phía sau hỗ trợ bằng dáng lùi chích này, dắt kẹp loa này, đầu vào đấy, đầu vào. Và có rất nhiều công tắc gạt này, đánh ở một cái chế độ khác nhau. Nhưng khi dùng các bác hất hết chung xuống em, hất hết chung em này là ok. Thì em mới nhập được hơn chục cục đẩy chưa vệ sinh, tức là còn ra bao nhiêu này, nó còn bẩn nguyên bụi thời gian đây đấy. Thì trước khi mà cái đẩy được xuất đi cũng như là được giao đến tất cả các bác thì em sẽ cho anh em kỹ thuật sẽ kiểm tra hết, làm sạch sẽ hết, tức là dùng máy khò xịt bẩn hết cái đi đấy, xịt bẩn hết, quét sạch, khò khô và có thể là lau lại những cái mặt nước này cho nó sạch sẽ, không để bẩn như này. Hai con chó hai bên chạy rất là êm luôn nhá, êm. Thế là thông tin cụ đẩy. Thực ra tất cả cụ đẩy cũng xuất cơ bản là cơ bản giống nhau, nhưng không có gì khác. Cục nguồn này, khối nguồn này, rồi là hai bên hai bộ công suất này, quạt gió này, sò thì cụ đẩy thường thường nó chạy các cái dòng sò như Toshiba, sò sắt, sò MOSFET. Đây chính là hiện diện của dòng sò MOSFET. Bây giờ em mới cất âm cùng nghe nhá. Em đánh bọc cụ đẩy này với đôi loa Sequin Vega BK 12. Thì hôm nay em nhập một khối lượng rất lớn loa Sequin Vega BK 12 và loa DK X6. Em mời các bạn cùng nghe này. Đầu tiên em thử một bản nhạc không lời Zimix. Mời một loa rất là bình thường. Rất là hay. Bây giờ em thử một bản nhạc không lời, tiếng rất là thoát và sâu thôi nhá, chưa gì can thiệp này. Đôi loa Sequin Vega, cũng là loa của Mỹ và đẩy máy Mỹ, một bộ combo đây. Thử một đoạn của ca sĩ Tuấn Vũ.
Em thử một bản nhạc remix của lời nhé. Rất là hay luôn. Chỉ em giới thiệu về cụ đẩy cũng như cách âm thì báo các bác với cụ đẩy HGI 550 có thể đánh được 2 đôi bát 30, công suất lớn, vẫn còn nhàn nhã nghe nhạc và uống cà phê. Thì cụ đẩy này rất là đẹp đó nhé. Thế là mặt inox, mặt hoàn toàn bằng inox. Thứ hai là 24 chạy 24 sò bù áp MOSFET cho nên âm thanh rất là sạch sẽ và trong sáng, chi tiết uy lực. Thì các bác có nhu cầu dùng cụ đẩy hãy liên hệ với công ty điện tử Hành Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 110. Em chào các bác nhé.